Chân dung ông Trương Đình Tuyển, người được mệnh danh là ông WTO của Việt Nam. Ông Trương Đình Tuyển sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam, nay là Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8 và khóa 9. Ông là người có đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam vào tháng 11 năm 2006. Ông Trương Đình Tuyển sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942 tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là người nổi tiếng cương trực, thẳng thắn và quyết đoán trong giải quyết công việc. Trong các phiên chất vấn các thành viên chính phủ, các đại biểu Quốc hội Việt Nam, cách trả lời của ông được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 11 ngày 3 tháng 12 năm 2004, Chủ tịch Quốc hội khi đó là ông Nguyễn Văn An đã rất ca ngợi sự thẳng thắn, chân thành khi nhận lỗi trước Quốc hội trong nhiệm vụ để tiêu cực về quota trong dệt may. Mặc dù ông tuyên bố chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị chứ không phải trước Quốc hội, ông còn được biết với tư cách hình ảnh một thi sĩ đầy lãng mạn. Khi còn làm Bộ trưởng và sau này khi về hưu, ông thường xuyên có những buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân thông qua các báo điện tử như Vietnamnet, VN Express về các vấn đề của thị trường Việt Nam, vấn đề Việt Nam gia nhập WTO. Quá trình công tác của ông Trương Đình Tuyển, xuất thân là một kỹ sư cơ khí nhưng sau ông chuyển sang lĩnh vực thương nghiệp, có thời gian làm giảng viên trường cán bộ vật tư tại tỉnh Bắc Giang. Ông có thời gian làm tổng giám đốc công ty xăng dầu Petrolimex. Ông Trương Đình Tuyển được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại vào tháng 7 năm 1997 và tới tháng 2 năm 2000, Bộ Chính trị đã quyết định ông thôi giữ chức Bộ trưởng và điều về làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Khi về lãnh đạo Nghệ An, ông đã thể hiện rõ cá tính của mình với sự cương trực, giản dị và liêm khiết. Hàng ngày, ông tự đi chợ, quán lau và về tự nấu ăn. Nấu mỗi bữa ăn cả ngày, thức ăn chủ yếu là rau muống luộc và đậu phụ mắm tôm. Phòng ở trên khu tập thể của ông sặc mùi cá khô. Ông mua về ăn dần để khỏi mất công đi chợ. Mỗi lần về quê, ông đều tự đi xe khách. Sau gần 3 năm công tác, đã cách chức 6 phó bí thư và bí thư huyện ủy các đảng bộ trong tỉnh. Tháng 8 năm 2002, ông lại được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại thay cho ông Vũ Khoan, được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Từ đây, ông cùng chính phủ Việt Nam bắt đầu cuộc chạy marathon vào WTO. Năm 1995, dưới sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức gửi đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tới trụ sở của WTO tại Geneva, Thụy Sĩ, mở đầu cho 11 năm trên 200 cuộc đàm phán và 28 đối tác đàm phán song phương của Việt Nam. Ông có đóng góp quan trọng trong quá trình gia nhập WTO của Việt Nam. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung ông Trương Đình Tuyển, người đàn ông được mệnh danh là ông WTO của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.